Sốp Việt xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Sốp Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ. Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop bên này gửi tới quý vị và bạn. Và ở video ngày hôm nay em xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm đến từ Nhật Bản thuộc thương hiệu Maran chiếc âm ly tích hợp có thể nói nhiều công nghệ nhất hiện nay của thương hiệu Maran Maran Network Audio Receiver nr1200 Đây là một sản phẩm chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam và chiếc âm ly này được phân khối bởi Đông Thành Hòa Phúc thì Việt Trường Audio hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn một chiếc âm ly Uh, mới 100% chưa bóc ni lông chưa dạch thùng một chiếc ly tích hợp mà anh em có thể chơi và có thể quan sát thấy đầu tiên ở thùng anh em quan sát này nó có vô vàn những cái chế độ và những cái chế độ cơ bản nhất chúng ta có thể tiếp cận gần nhất đấy là uh, Apple e Play này rồi chế độ Bluetooth này rồi là chế độ Wi-Fi chế độ HDMI vân vân rất nhiều chế độ được tích hợp bởi một chiếc âm ly cực kỳ gọn gàng và cực kỳ đẹp ngày hôm nay em xin giới thiệu tới quý vị và bạn Maran NR1200 phiên bản Sliver đây là một sản phẩm mới 100% và em chưa khui thùng và nếu anh em yêu thích em nó anh em có thể trực tiếp qua trải nghiệm cũng như nếu anh em À, người chơi muốn uh, trải nghiệm nó muốn trải nghiệm bóc thùng thì em xin mời anh em hãy đến ngay việt trèo để làm cái việc đấy em hiện tại có sẵn số lượng uh, vài máy maran nr 1200 để anh em có thể có nhu cầu chơi và trải nghiệm những cái sản phẩm với công nghệ tiên tiến như thế này đặc trưng cơ bản của chiếc âm đi Mazan NR1200 là âm đi nghe nhạc hai kênh với mạch khuếch đại riêng biệt và công suất ra loa trên 8 kênh trên 8 ôm là 75 W cộng 75 W trên một kênh. Và cái độ sai số của em nó chỉ là 0.08% cho cái tần số từ 20 Hz đến 20 kHz. Chiếc này có tích hợp 5 ngõ vào HDMI ARC với hỗ trợ đầy đủ cái công nghệ cao nhất hiện nay là HDCP 2.3 cùng với một ngõ ra HDMI ARC cho phép kết nối trực tiếp với TV. Và chiếc mi này tất nhiên rồi có chức năng tone control cho phép chúng ta điều chỉnh uh, các tính năng nghe nhạc theo ý muốn của bác và chép. Rồi là chiếc mi này có đầy đủ cả tính năng như là bộ thu phát sóng FM AM để anh em có thể nghe và hoài niệm những cái À, đài tiếng nói Việt Nam Hoặc là những cái chương trình à, Những cái đài FM, IM Mà anh em mong muốn Và Mazan vô cùng hòa phóng Vẫn cho chúng ta Một cái ngõ vào phono tích hợp Các chế độ mâm than như là MM và MC Rồi là tích hợp Wifi với băng thông hỗ trợ Lên tới 2.4 GHz Gạch trên là 5 GHz Rồi là Kết nối không dây đa phòng HL S rồi là chúng ta có những cái kết nối nữa như là Apple Play, Bluetooth Rồi là rất nhiều kết nối mà em chưa thống kê hết Cũng như là cũng chưa thể thải, trải nghiệm hết cái bầu trời công nghệ ở trên chiếc âm ly này Chiếc âm ly này ngoài ra còn có thể hỗ trợ uh, nhạc DSD hoặc là nhạc đuôi uh, WAV Để anh em có thể trải nghiệm trên nền tảng là 24 bit Đây là một trong những chiếc âm ly À, em đánh giá là vô cùng hợp lý ở cái mức giá em xin báo giá tới anh em là trên 10 triệu đồng thôi trên 10 triệu đồng nhé giá hãng đang đề xuất là trên 20 triệu đồng và ở việt Radio thì được chiết khấu một cái mức giá cực tốt thì em cũng xin gửi đến anh em một mức giá vô cùng tốt chỉ trên 10 triệu đồng anh em có một chiếc âm đi nhỏ gọn tích hợp được nhiều tính năng và công suất ra loa cũng khá là ổn lên tới 75 w trên một kênh 8 ôm thì anh em có thể phối ghép được rất nhiều tổng loa đó thì anh em có thể chơi và trải nghiệm chiếc âm ly này với kích thước của âm ly là 36.8 cm bề ngang chiều sâu là 44.2 cm và chiều cao là 10.7 cm chiếc âm ly này thì có trọng lượng là 8 kg và đây là chiếc âm ly Mazda 1500 Xin mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm tại địa chỉ của shop. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.